Xin chào tất cả mọi người, đây là chương trình livestream buổi trưa ngày 12 tháng 3 năm 2024. Như vậy là chúng ta đã tiến rất sát đến trận đấu với Indonesia. Và ngày hôm nay thì Vlog Minh Hải sẽ chia sẻ với các bạn một câu chuyện. Một câu chuyện có lẽ là cũng khiến cho chúng ta phải suy nghĩ rất nhiều. Nó không chỉ là câu chuyện của đội tuyển quốc gia, mà nó là câu chuyện của sự phát triển bóng đá Việt Nam. Nó là câu chuyện của tài chính, của kinh tế. Bởi vì hai trận đấu với Indonesia tới đây nó sẽ quyết định rất nhiều thứ. Và mình đã gọi nó là canh bạc của năm 2024. Nếu chúng ta thắng, chúng ta có cơ hội để chơi tiếp. Còn nếu chúng ta thua, chúng ta sẽ vấp vào một cái khó khăn rất lớn. Và có thể chúng ta lại phải cần một khoảng thời gian mới có thể hồi phục lại được. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái nỗi lo không chỉ là ở trận đấu. Nỗi lo nó còn nằm ở kết quả. Nỗi lo nó còn nằm ở vấn đề tài chính, chứ nó không chỉ nằm ở vấn đề chuyên môn. Thời gian vừa rồi chúng ta nói khá nhiều về vấn đề liên quan đến chuyên môn, liên quan đến nhân sự, những cầu thủ bị chấn thương. Nhưng chúng ta quên mất một điều là tác động của một trận đấu nó có thể quyết định cái sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong một khoảng thời gian, ít nhất là một năm. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với câu chuyện này. Bên cạnh đó thì Vlog Minh Hải cũng xin phép là sẽ cập nhật cho các bạn những cái thông tin mới nhất. Cái thông tin mà các bạn hỏi khá là nhiều trong thời gian vừa rồi, khi mà Hoàng Gia Lai cho Tuấn Anh ra đi. Và mình có nói rằng là Tuấn Anh ra đi thì nó cũng sẽ tốt cho Hoàng Anh Gia Lai, không phải là trong ngắn hạn đâu, mà nó là trong dài hạn. Và mọi người cũng hỏi mình là thế thì bao giờ huấn luyện viên Park Hang Seo mới về với Bầu Đức, bao giờ Quế Ngọc Hải mới về với Bầu Đức. Mình nói luôn là với Quế Ngọc Hải thì thôi, có lẽ là chúng ta đừng mơ nữa. Khả năng rất cao là Quế Ngọc Hải sẽ từ giã sân cỏ trong màu áo của BKMX Bình Dương. Bên cạnh đó thì về huấn luyện viên Park Hang Seo cũng không có chuyện đó đâu. Và mới đây thì người đại diện Lee Dong Jun cũng đã chia sẻ là trong bản hợp đồng làm cố vấn cho đội Bắc Ninh thì nó có một cái điều khoản là huấn luyện viên Park Hang Seo toàn quyền có thể đi làm huấn luyện viên cho một đội bóng khác. Đây là một cái điều khoản mà họ đã thòng ngay trong quá trình đàm phán và được Bắc Ninh đồng ý. Lee Dong Jun cũng nói là trong năm 2024-2025 có thể huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ tái xuất trong vai trò của một huấn luyện viên dẫn dắt một đội bóng nhưng không phải là Hoàng Gia Lai. Và mình rất biết cái cá tính của Bầu Đức. Bầu Đức không bao giờ vì tình cảm mà trói buộc người ta về làm việc cho mình đâu. Làm việc là phải thoải mái, làm việc là phải đôi bên cùng có lợi thì nó mới bền và nó mới phù hợp với cá tính rất phóng khoáng của Bầu Đức. Chứ không phải vì mà ai đó yêu mến hoặc có mối nợ ân tình mà Bầu Đức lại đưa về để làm cho mình mà họ không muốn. Đó, thì mình chia sẻ với các bạn. Chứ là tất cả những cổ động viên của Hoàng Gia Lai, các bạn đừng đặt ra câu hỏi là bao giờ huấn luyện viên Park Hang Seo về. Bởi vì nếu mà huấn luyện viên Park Hang Seo về thì ông đã về từ lâu rồi. Bây giờ mình sẽ chuyển sang ở đây có bạn Trinh có nói là có Công Phượng là đáng xem rồi. Lát nữa mình sẽ nói. Về mặt cơ bản mà nói thì chúng ta đã nhìn thấy rồi. Indonesia gọi 11 cầu thủ nhập tịch và mình nói luôn là đây đều là những cầu thủ rất đẳng cấp. Chúng ta vẫn bấu víu vào một cái suy nghĩ rằng là họ sẽ có thêm rất nhiều những vấn đề liên quan đến lối chơi, vấn đề liên quan đến ngôn ngữ, vấn đề liên quan đến động lực, vấn đề liên quan đến niềm tự hào dân tộc là họ không có. Nhưng mình nói luôn là họ có sự chuyên nghiệp, họ có được cái tinh thần và họ có được tiền bạc. Mình cho rằng tiền bạc, sự chuyên nghiệp nó cũng là một yếu tố rất quan trọng. Các bạn nhìn thấy các đội bóng châu Âu rồi, họ sẵn sàng xả thân đá đến tóe máu, ok. Đó, người ta gọi là máu lửa là như vậy. Và các cầu thủ khi mà được Liên đoàn bóng đá Indonesia họ chấm, các bạn cũng biết là người ta phải qua rất nhiều những cái giai đoạn. Và giai đoạn gọi là phỏng vấn là giai đoạn quan trọng nhất. Ông Shin Tae-yang đã sang tận Tây Ban Nha, sang tận Hà Lan để nói chuyện với những cầu thủ như là Tom Hayes hay là Jay Ejes để làm sao đấy nắm được cái tâm tư tình cảm của họ. Chứ là các bạn cũng đừng lo về cái việc là họ sẽ làm một cách quấy quá. Và chúng ta cũng đừng bấu víu vào một cái suy nghĩ rằng, một cái mong mỏi rằng là họ sẽ có những cái lục đục nội bộ. Indonesia thì rất mạnh rồi. Chúng ta đá trận đầu, đá trên sân Bung Karno cũng là rất khó chơi rồi. Bây giờ mình sẽ nói về chúng ta. Có hai vấn đề lớn ở đội tuyển quốc gia bây giờ. Một là vấn đề là chúng ta đã mất đi quá nhiều những trụ cột. Cái này thì không cần phải nói lại nữa. Cái thứ hai là gì? Là các cầu thủ được gọi lên, cái tinh thần của họ như thế nào mới là điều quan trọng. Mình đã từng nói với các bạn ở đây không phải là họ muốn đá cái ghế của thầy đi. Mà khi mà các cầu thủ nó bị xìu ấy, là bản thân họ mặc dù rất muốn kéo nó lên là cũng không thể kéo được. Bởi vì một mình họ không kéo được, mà họ cần nguyên cả một tập thể. Tức là anh này kéo cho anh kia. Khi mà tâm lý của bạn không tốt, mà tâm lý của toàn đội đang hừng hực khí thế, thì ngực khí thế đấy nó sẽ kéo các bạn lên. Nhưng nếu bây giờ ai đó cũng mang trong mình những cái tâm tư rất là riêng, tính toán rất là riêng, thì mình nghĩ là sẽ rất là khó. Đây là bài toán khó nhất của ông Philippe Troussier ở đợt này. Chưa kể đến, mình không biết dùng cái từ hoang mang nó có đúng không, nhưng mà mình muốn nó thấp hơn sự hoang mang một tí, sự lo lắng, sự âu lo của những cầu thủ trẻ khi mà họ không còn nhìn thấy ở trên sân Quế Ngọc Hải, khi họ không nhìn thấy trên sân Tuấn Anh. Đấy, hàng phòng ngự sẽ thi đấu ra sao nếu không có Quế Ngọc Hải, hàng tiền vệ sẽ chơi như thế nào nếu thiếu Tuấn Anh. Chứ là mình phải nói ở đây là chúng ta đang thiếu nghiêm trọng về mặt nhân sự. Và từ vấn đề nhân sự đó, nó không chỉ ảnh hưởng bởi những người mà chúng ta không thể gọi lên tuyển, mà nó còn kéo theo cả vấn đề tâm lý cho những cầu thủ còn lại. Mình muốn nhấn mạnh yếu tố này là không cân đong đo đếm được, và cũng còn rất nhiều những chi tiết mình không thể nói với các bạn một cách cụ thể được. Nhưng các bạn chỉ cần hiểu, đội bóng của chúng ta hiện nay đang có vấn đề về mặt tâm lý. Chúng ta đang có vấn đề về mặt tâm lý. Từ những cầu thủ trụ cột, từ những cầu thủ cựu binh, cho đến những cầu thủ tân binh, cho đến những cầu thủ trẻ, mỗi người đều mang trong mình một cái vấn đề riêng về mặt tâm lý. Đấy là chưa kể một loạt những cầu thủ vừa mới bình phục chấn thương xong liệu có chơi được hay không. Bùi Hoàng Việt Anh có chơi được hay không thì vẫn còn là một dấu chấm hỏi. Nhưng có một điều mình khá là chắc chắn là Bùi Hoàng Việt Anh khó có thể là chính Bùi Hoàng Việt Anh ở Asian Cup. Các bạn còn mình còn các bạn sẽ thấy. Bởi vì nếu mà mình nói ra mọi người nói là Minh Hải rất là hay tiếp cận dưới những cái góc độ mà nó không tốt. Nhưng ở đây nó là thông tin, nó là sự thật, cho nên mình có trách nhiệm phải đưa đến cho các bạn. Một cầu thủ chỉ có ăn cháo, chỉ có uống sữa, liệu có đủ dinh dưỡng để chuẩn bị cho trận đấu ở đội tuyển quốc gia? Một cầu thủ mà trong khoang miệng có tận 24 vết khâu thì liệu bạn ấy có thể ngủ được? Và nếu bạn ấy không ngủ được thì liệu cái thể lực của bạn ấy có đủ tốt? Sự tỉnh táo của bạn đấy nó còn đạt yêu cầu. Và đấy là mình chưa nói về cái sự tập trung, khả năng phán đoán. Đó. Người ta hay nói là bữa cơm giấc ngủ nó rất quan trọng đến những con người bình thường như chúng ta. Chứ đừng nói đến cái câu chuyện là các vận động viên thể thao đỉnh cao. Với các vận động viên thể thao đỉnh cao thì miếng ăn giấc ngủ đó là quyết định luôn. Nhưng bây giờ Bùi Hoàng Việt Anh ăn rất là kém. Và các bạn ấy đau như thế cũng rất là khó ngủ. Cho nên là đây cũng là một cái yếu tố mà mình cảm thấy lo ngại. Mình đã từng nói với các bạn là trước đây khi chúng ta không có Quế Ngọc Hải, chúng ta nói là chúng ta còn Bùi Hoàng Việt Anh. Và mình cũng đã từng nói với các bạn là trong bóng đá không thể nói trước được điều gì vì chấn thương nó luôn luôn rình rập. Đó. Rồi ở tuyến giữa, ok, Thái Sơn chúng ta chấp nhận là Thái Sơn bây giờ đang ok rồi. Ai sẽ là người chơi cùng với Thái Sơn? Và mình nói luôn là liệu Thái Sơn còn chơi hay được nếu bên cạnh không có Tuấn Anh? Đấy cũng là một bài toán mà chúng ta phải trả lời. Công Phượng trở lại đấy, nhưng Công Phượng có chính là Công Phượng như trước đây? Công Phượng có thực sự hiện nay điểm rơi phong độ của bạn đấy liệu có đủ tốt? Thể lực của bạn đấy liệu có đủ hay? Và thời gian vừa rồi không tập trung cùng với đội tuyển thì liệu bạn ấy có kịp thích nghi hay không? Đó. Các bạn thấy là bình thường ra tập ngày này qua ngày khác lên vẫn có những cái pha phối hợp không hiểu nhau. Thì liệu bây giờ có ổn không? Đấy, mình nói là ở đây còn rất nhiều những cái vấn đề nữa. Đội tuyển của chúng ta sẽ đá với Indonesia trong một trận đấu, trong hai trận đấu mà nó quyết định đến tấm vé của chúng ta. Bởi vì ở bảng này mình mặc định là anh Iraq là anh sẽ vào rồi. Chúng ta và Indonesia sẽ tranh nhau thôi. Anh Philippines thì cũng đang, họ cũng mới thay tướng, họ cũng bắt đầu hô hào cũng khá là căng. Nhưng mà chúng ta có một cái lợi thế là chúng ta đã thắng họ ở trận đấu lượt đi rồi. Cho nên là trận đấu lượt về nói gì thì nói, chúng ta vẫn có cái cơ hội. Và Indonesia thì lại hòa với Philippines. Cho nên là về mặt điểm số là hiện nay họ đang thua chúng ta. Nếu như hai trận đấu tới, số điểm của chúng ta giành được trước Indonesia nó không ít hơn chính Indonesia, thì chúng ta sẽ có cơ hội để lọt vào vòng trong. Bởi vì ở trận đấu tiếp theo, nếu mà chúng ta thắng Philippines, thậm chí là hòa Philippines thôi, chúng ta cũng có thể là lọt được vào vòng trong. Nói như thế không có nghĩa là mọi thứ nó đơn giản. Mình nói là chúng ta biện luận là cơ hội của chúng ta thì vẫn còn rất là nhiều. Nhưng cơ hội có nhiều hay ít, nó vẫn là do chúng ta thực hiện. Đúng không ạ? Một quả đối mặt với khung thành bỏ trống, nhìn về mặt lý thuyết nó là 100%, nhưng vẫn có những người đệm nó ra ngoài. Cho nên là mình nghĩ là bao giờ chúng ta thực hiện được thì chúng ta mới tính. Chúng ta không chơi theo kiểu đếm cua trong lỗ. Đó là một. Cái thứ hai nữa là cái vấn đề liên quan đến các cầu thủ thời gian vừa rồi. Quang Hải đang có phong độ rất cao ở câu lạc bộ Công an Hà Nội và cũng được coi là niềm hy vọng lớn nhất của chúng ta ở hai trận đấu với Indonesia. Trong một cái chương trình gần đây thì Lương Xuân Trường đã dùng cái từ thiên tài cho Nguyễn Quang Hải. Các bạn biết là Xuân Trường là một người rất là kiệm lời, Nhất là khi mà dùng những từ đao to búa lớn thì bạn ấy rất là ít nói. Đó. Cho nên là khi mà Lương Xuân Trường nói là Quang Hải là một thiên tài, điều đấy có nghĩa rằng là cái tài năng của Quang Hải được ghi nhận bởi Xuân Trường là rất cao. Mình nói như thế để các bạn thấy trong những trận đấu khó khăn thì Quang Hải luôn luôn là người biết cách tỏa sáng. Bởi vì bạn ấy là một cầu thủ lớn. Một cầu thủ lớn thì sẽ biết cách tỏa sáng trong những khoảnh khắc lớn. Thì chúng ta hy vọng, nhưng cũng không có gì đảm bảo cả, đúng không ạ? Người thứ hai đó là Hoàng Đức, đương kim của bóng vàng Việt Nam. Mình nghĩ là cái danh hiệu của bóng vàng Việt Nam nó cũng tác động ít nhiều đến Hoàng Đức. Tác động tích cực, mình nghĩ là tích cực. Bởi vì là bạn đấy sau khi mà có cái danh hiệu này thì cũng cảm thấy thoải mái hơn. Cái niềm tin nó cũng chắc chắn hơn, nó cũng vững vàng hơn. Cho nên là mình nghĩ là Hoàng Đức cũng là một người mà chúng ta có thể kỳ vọng được. Đấy, còn một cầu thủ mà mình nghĩ là đây sẽ là người được gọi là lãnh tụ tinh thần của đội, đó là Hùng Dũng. Hùng Dũng thì đã tập luyện trở lại rồi. Và bạn đấy có khả năng là bạn ấy sẽ thi đấu ở cúp quốc gia. Tức là kể từ khi trận đấu gặp Thanh Hóa 3-4 trận rồi, 4 trận rồi là Hùng Dũng không đá. Hy vọng là trận này bạn ấy đá, lấy lại được cảm giác bóng, lấy lại được cái hơi, lấy lại được cái nhịp. Bởi vì Hùng Dũng không chỉ quan trọng về mặt chuyên môn ở trên sân, không chỉ là chỗ dựa tinh thần của anh em, mà mình nghĩ rằng là Hùng Dũng có thể kéo tinh thần của anh em lên cao. Đấy, và mình biết là thời gian vừa rồi thì lãnh đạo của liên đoàn có gọi điện cho Quế Ngọc Hải, Hùng Dũng và một số anh em khác, và cũng cố gắng làm sao đấy để giải quyết vấn đề. Một vấn đề nó nhạy cảm nhưng mà mình vẫn muốn kiểu đề cập tí xíu, đấy là huấn luyện viên Philippe Troussier cũng nên thay đổi một chút về cái cách tương tác với các cầu thủ. Đó, và tất cả đều cần phải phục vụ cho cái lợi ích quốc gia. Tức là tất cả cái tôi đều phải đè xuống để làm sao cho cái chúng ta nó trỗi dậy. Đó là cái mà mình muốn nói với các bạn ở phần đầu của chương trình. Đấy là câu chuyện liên quan đến chuyên môn. Còn bây giờ tại sao mình gọi nó là canh bạc của năm 2024? Thưa với các bạn là trong suốt cả một năm vừa rồi, đội tuyển Việt Nam của chúng ta thi đấu không được tốt, thua nhiều hơn thắng. Và người hâm mộ bắt đầu dần dần là không muốn xem bóng đá nữa. Thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái thương quyền của đội tuyển quốc gia, thương quyền của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Các bạn biết là Liên đoàn bóng đá Việt Nam thì họ phải nuôi một chuỗi các hệ thống. Đấy, từ lứa trẻ rồi vận hành tất cả mọi thứ. Và cái nguồn thu lớn nhất của họ là từ đội tuyển quốc gia. Nhưng từ đội tuyển quốc gia bây giờ các bạn nhìn thấy là rất là khó khăn. Không có ai đi tài trợ trong đội thua cả. Và cái bản hợp đồng nếu có nó không thể cao được. Hôm trước mình có nói chuyện với một quan chức của liên đoàn thì nói rằng là đây là một vấn đề. Chúng ta chỉ quan tâm đến chuyên môn thôi, nhưng mà những người làm về tài chính thì họ sẽ rất lo về vấn đề tài chính. Đấy, nếu mà chúng ta thua 2 trận đấu với Indonesia, tức là tới đây chúng ta sẽ không còn giải đấu nào nữa, không còn giải đấu lớn nào nữa. Đấy cũng là một cái khó khăn. Thứ hai nữa là cái câu chuyện liên quan đến kiếm tiền. Bây giờ các bạn cứ nói gì đi chăng nữa, nó cũng vẫn phải có tiền. Đầu tiên là tiền đâu, không có tiền thì đừng nói là đi đâu. Đấy, cái đấy là rất rõ ràng. Chuyên mình vào nó nói là thật sự mà nói không thể mình nghĩ là chúng ta không thể nói về những cái câu chuyện mà đội tuyển của chúng ta không giải quyết được, đúng không? Bây giờ mình nói cũng rất là khó. Bạn Phạm Vũ Thiên có nói là thương hiệu chứ không phải là thương quyền. Thương quyền là quyền thương mại về một thương hiệu. Ok, ý em nói là cái thương hiệu đấy, tức là cái giá trị từ một cái bản hợp đồng. Có thể là em đang hơi bị cuốn quá. Thì cái câu chuyện nó nằm ở chỗ là cái giá trị của đội tuyển quốc gia của chúng ta giảm sút. Tức là số tiền của chúng ta nhận được nó cũng sẽ giảm đi. Và khi nó giảm đi như thế thì em nghĩ là cái việc tái đầu tư cho chính đội tuyển quốc gia nó cũng sẽ thấp. Và những các đội tuyển khác nó cũng sẽ bị giảm đi. Cho nên là đây chính là một vấn đề lớn. Đây là vấn đề lớn nhất mà đội tuyển quốc gia của chúng ta phải giải. Và nó là một bài toán kép. Nếu như ông Philippe Troussier mà không giải quyết được câu chuyện liên quan đến thành tích trong 2 trận đấu với Indonesia, bóng đá Việt Nam của chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn. Và mình rất sợ là các cầu thủ buồn bã, chán nản, tinh thần thi đấu không cao, uể oải. Rồi nó lại ảnh hưởng đến hình ảnh của chúng ta. Đó là những cái gì mình muốn chia sẻ với các bạn. Đấy là những gì mình muốn chia sẻ với các bạn. Nếu các bạn thấy phần chia sẻ này của mình là sâu sắc, là hay, thì các bạn nhớ like cho mình. Ai chưa đăng ký các bạn nhớ đăng ký cho mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đấy, bây giờ thì Vlog Minh Hải xin phép là sẽ chuyển sang phần trả lời câu hỏi. Các bạn có câu hỏi gì thì các bạn đặt ra, mình sẽ cố gắng. Mình cũng đang chuẩn bị ngay sau khi có được cái thông tin liên quan đến đội tuyển Việt Nam chúng ta có khách sạn rồi có sân tập các thứ thì chúng mình sẽ bắt đầu tiến hành đặt phòng. Mình rất là muốn đi. Bạn Duy Công Tử có hỏi là vậy là Việt Nam đấu với Hà Lan chứ đâu phải đấu với Indo đâu anh Hải nhỉ? Đấy, hôm qua Duy Mạnh cũng nói đùa như vậy đấy. Duy Mạnh cũng nói đùa về chuyện là đội tuyển của chúng ta như là đá với đội châu Âu, như đá với đội Hà Lan. Nhưng không sao các bạn ạ, chuyện bình thường. Chúng ta không thay đổi kịp, không theo kịp người ta, chúng ta phải chịu thôi. Bạn Hải Hải nói là chú nói về Quang Hải đi. Quang Hải thì bây giờ mình cũng không biết là sẽ nói cái gì. Tới đây thì Quang Hải sẽ lập gia đình. Mình thấy là gần đây Quang Hải thực sự đã trở lại rồi. Xem Quang Hải thi đấu gần đây mình thấy chơi rất là tốt. Đến bây giờ thì mình cũng không biết được là ông Philippe Troussier sẽ tính toán thế nào cho các cầu thủ của đội tuyển. Ok, ở phần sau chương trình mình sẽ trả lời các bạn nhé. Còn bây giờ thì vẫn luôn luôn là những sản phẩm mà mình khuyến khích các bạn nên dùng. Đó là Cao Ban Long, sản phẩm hỗ trợ điều trị yếu sinh lý ở nam giới. Các bạn nam bị yếu sinh lý qua thời kỳ đỉnh cao hoặc bị giảm chức năng đàn ông vì bất cứ lý do gì, do tuổi tác, do áp lực, do công việc hoặc do cơ địa, thì các bạn cứ sử dụng cái Cao Ban Long này cho mình. Nó sẽ giúp chúng ta kéo dài tuổi thanh xuân, nó giúp chúng ta kéo dài thời gian của người đàn ông. Bây giờ chúng ta sử dụng Cao Ban Long thì về sau chúng ta sẽ giảm được nguy cơ bị đau lưng, đau xương, đau cơ, đau khớp, giảm được nguy cơ thoái hóa xương, loãng xương, thiếu canxi và giảm được nguy cơ bị gãy chân, gãy tay, gãy xương. Đây là điều mà mình rất là khuyến khích các bạn nên dùng từ khi các bạn còn trẻ, để về sau về già ấy, là chúng ta sẽ đỡ hơn. Và những cái sản phẩm này những người lớn tuổi cũng nên dùng để nó giảm cái nguy cơ bị đau lưng, đau xương, đau cơ, đau khớp, giảm nguy cơ bị gãy chân, gãy tay, gãy xương. Các cháu nhỏ bị còi xương, suy dinh dưỡng, chậm lớn, biếng ăn hay khóc nhà thì Cao Ban Long nó là sự lựa chọn hàng đầu, vì nó giúp cho các bạn có được cái giúp cho các con của các bạn có được sự phát triển về cơ bắp, xương khớp, để về sau các con cải thiện được cả thể lực lẫn thể hình, tức là vừa to cao và vừa khỏe mạnh. Thứ ba là các chị em phụ nữ, các bạn nhớ nhá, là các chị em phụ nữ muốn điều hòa lại nội tiết tố cho nó chuẩn xác và đều đặn như một chiếc đồng hồ, như thời còn con gái, thì đây chính là Cao Ban Long. Nó còn giúp các chị em mới sinh con. Đấy, nó giúp các chị em lấy lại tất cả mọi thứ. Các bạn biết là 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau các bạn sẽ thấy mệt, đúng không ạ? Người nó rệu rã. Và sau khi sinh con ra rồi thì cơ thể của chúng ta nó sẽ có rất nhiều vấn đề. Rồi tiếp tục, đấy là câu chuyện mà 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau. Rồi sau đó là trong quá trình thai kỳ bao nhiêu dưỡng chất cơ bản chúng ta truyền sang cho con. Chúng ta vừa yếu mà vừa thiếu chất. Lúc này là lúc mà Cao Ban Long nó sẽ hỗ trợ cho các chị em, giúp các chị em khỏe khoắn, chắc chắn và vững vàng. Cái này nó giúp cho các chị em trở lại như thời còn con gái, trở lại như thời thanh xuân. Số điện thoại mình để trên logo 024 7777 8877 và website là dongaashop.vn. Đông trùng hạ thảo giúp chúng ta kéo dài tuổi thọ, nó bổ sung thêm dưỡng chất. Dưỡng chất này bổ nhưng không béo, rất khỏe. Khỏe thì tức là chúng ta sẽ kéo dài được tuổi thọ. Thứ hai, nó giúp chúng ta bổ sung thêm cơ bắp để bồi đắp đến tất cả các bộ phận trên cơ thể. Các bạn biết là cùng với những hoạt động của chúng ta hàng ngày, cơ bắp của chúng ta bị bào mòn. Nếu chúng ta bổ sung kịp thì cơ bắp luôn luôn săn chắc, cơ thể luôn luôn tráng kiện, nó rất là khỏe. Nhưng nếu không bồi đắp kịp thì cơ bắp bị tăng teo, dẫn đến da rẻ bị nhăn nheo, cơ thể vừa bị xấu mà vừa bị yếu cơ. Thứ tiếp theo là nó sẽ kích hoạt cái cơ chế tự hàn gắn nội thương. Nó giúp cho những cái khu vực bị đứt gãy được nối liền. Chỗ nào có khối u nó lấp đầy cái khoảng trống mà khối u để lại. Ở đâu mà các bạn có cái vấn đề liên quan đến mổ xẻ, dao kéo, phẫu thuật hoặc bị sứt sẹo nội thương thì nó sẽ giúp cho chúng ta là bịt kín lại cái khoảng trống mà cái dao kéo hoặc là vết sứt sẹo để lại trên da thịt. Số điện thoại thì mình để ở trên logo rồi, 024 7777 8877. Cái này là các chuyên gia, các bác sĩ luôn luôn khuyên chúng ta nên dùng. Các bạn nên sử dụng cái đông trùng hạ thảo này. Tốt cho những người đang bị ốm, mới ốm dậy, những người bị bệnh khó chữa, những người cần tăng cường hệ miễn dịch để giúp cơ thể khỏe hơn. Một sản phẩm giúp chúng ta sống lâu, một sản phẩm giúp chúng ta sống khỏe và sống hạnh phúc. Số điện thoại mình để trên logo và cũng để lại đằng sau lưng đây, 024 7777 8877 và website là dongaashop.vn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ mình xin phép là sẽ tiếp tục phần chương trình ngày hôm nay. Nhiều bạn đang nói là Tăng Tiến đây, Bạn Dũng lại có nói là Tăng Tiến bị phạt nhẹ quá vì lần thứ hai rồi. Minh Hải nghĩ sao? Em nghĩ là tình huống này là một tình huống khá là nghiêm trọng. Có lẽ là với những cầu thủ mà kiểu chơi triệt hạ ấy, thì có lẽ là cần phải có một cái mức phạt cao hơn. Nhưng với Tăng Tiến em nghĩ như thế này là đủ. Bởi vì em cũng hiểu cái câu chuyện của Tăng Tiến. Tăng Tiến cũng đã nói chuyện với anh Văn Sĩ Sơn. Thực ra những cái án phạt đấy nó có một cái chức năng rất là hay, nó có một tác dụng rất là hay, là giúp cho con người ta nhìn rõ cái lỗi của mình để cải thiện ở những lần sau. Thứ hai nữa là nó cảnh tỉnh những người khác, những người đang nhăm nhe đấy, vi phạm cái lỗi tương tự. Chứ án phạt nó không phải là chúng ta ép cho một cầu thủ phải tử giã bóng đá. Đó. Bạn Tú Hoàng Vinh có nói là từ lúc Phan Tuấn Tài ở hàng phòng ngự với Minh Trọng đá ở cánh trái, đội tuyển Việt Nam luôn bị đối thủ khoét vào đó. Mình đồng ý với các bạn là Phan Tuấn Tài bây giờ đang là điểm yếu ở trong hệ thống phòng ngự của chúng ta. Phan Tuấn Tài thấp, khả năng tranh chấp của bạn ấy cũng không tốt, thể lực của bạn ấy cũng không ổn. Đấy, nhưng mà ông Philippe Troussier thì lại muốn tận dụng cái khả năng truyền tỉa của bạn đấy. Cho nên là thôi chúng ta phải chấp nhận. Mình đồng ý là hàng phòng ngự của chúng ta đợt này sẽ rất khó khăn. Và có thể trong một khoảnh khắc nào đấy mình nghĩ là ông Philippe Troussier cũng phải nên cân nhắc ở cái vị trí của Phan Tuấn Tài. Bởi vì nếu không thì sẽ rất là khó. Các bạn có câu hỏi gì các bạn đặt ra nhá. Đâu, bạn Hạo Minh là bạn nào? Ok, bạn Hạo Minh. Mình hỏi bạn là Hạo Minh là đội sắp đá rồi, bạn có phải ăn không? Đúng không? Thậm chí là ngày mai chúng ta biết là ngày mai chúng ta phải chết. Ngày hôm nay chúng ta vẫn phải làm việc chứ. Đúng không? Còn nếu mà bạn Hạo Minh nghĩ là đội tuyển sắp đá rồi mà chúng ta không cần phải làm gì thì bạn cứ nằm ở nhà đắp chăn mà ngủ. Ok? Không hiểu sao cái đầu của bạn không biết là để làm gì. Để mọc tóc hay sao ấy? Hay là để đội mũ? Bạn Minh viết có nói là cho em xin giờ đá bên Indo được không anh Hải ơi? Giờ đá bên Indo à? Mình cũng chưa cập nhật giờ đá Indo đâu. Để mình check lại xem là cái giờ đá bên Indo là giờ bao nhiêu này. Các bạn cứ từ từ, sắp gần đến ngày thì mình sẽ báo với các bạn nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bạn Phan Bá Hùng của nó là tuyến dựa nên gọi Xuân Trường. Dự bị chiến thuật cũng ổn. Em rất thích ở đường truyền của Xuân Trường. Xuân Trường thường đá rất hay khi gặp Indonesia, anh Hải nghĩ sao? Nói chung là những cầu thủ Hoàng Gia Lai thì mình đều thích cả. Nếu như mà Tuấn Anh thì mình thích ở sự mộc mạc, mình thích ở một cái gì đó nó rất là dân dã. Thì ở Lương Xuân Trường mình thích bạn ấy ở trí tuệ, ở bản lĩnh, ở sự đa tài. Còn Lương Xuân Trường thì mình nghĩ là có lẽ là thời điểm này nó cũng chưa phải là thời điểm tốt nhất. Lương Xuân Trường cũng đang mong muốn là bạn ấy sẽ khôi phục lại cái phong độ của mình. Sau khi khôi phục lại được phong độ của bạn ấy thì mình nghĩ là Lương Xuân Trường sẽ trở lại một cách mạnh mẽ hơn. Đấy là điều mà mình luôn luôn tâm niệm và đấy là điều mà mình luôn luôn mong muốn chia sẻ với các bạn đấy. Các bạn có câu hỏi gì các bạn đặt ra nhé. Chúng ta sẽ còn được khoảng bao nhiêu phút nữa nhỉ? Chúng ta còn khoảng tầm 10 phút nữa, hơn 10 phút nữa. Bạn Skylark có nói là Minh Hải chiều khán giả quá, những việc như giờ đá anh em có thể tự check được mà. Đúng rồi. Có nhiều những cái câu hỏi nó lặp đi lặp lại, có những cái câu hỏi nó rất là cơ bản. Ví dụ như anh ơi Công Phượng có được tập trung không? Thật sự là mình thấy khó. Tính Nguyên, em có yên thế này anh Hải, em có yên thế này anh Hải. Từ lần sau bài phát biểu các cầu thủ cũng không nên đưa anh à, vì em thấy như hôm qua Duy Mạnh phát biểu toàn là theo định hướng của liên đoàn, không thật. Bạn Tính Nguyễn, đấy là bạn nghĩ như vậy thôi. Còn mình nghĩ là bạn đấy chả có ai mà nhét chữ vào mồm được người ta đâu. Tất nhiên là liên đoàn thì người ta cũng đề nghị là Duy Mạnh sẽ phát biểu. Và mình nghĩ đấy cũng là cái chia sẻ của bạn đấy. Bạn Kim Anh Ngờ có nói là hôm nào đá Indo Hải ơi? Chúng ta đá vào ngày 21 tháng 3 và ngày 26 tháng 3. 21 chúng ta đá Indo, còn 26 chúng ta đá Việt Nam. Hường Trần của nó là theo mình tiếc Hồng Duy quá, như vậy mà không được lên, không hiểu. Mình đánh giá là Hồng Duy chơi cho Nam Định còn hay hơn là chơi cho Hoàng Gia Lai. Thực sự mà nói là Hồng Duy đá cho Nam Định đang rất là hay, nhưng mình cũng không biết cái này thì cũng không trả lời được các bạn. À, vừa rồi có bạn có nói về cái chuyện là định hướng hoặc là không đọc, mình nói luôn. Có rất nhiều người hay trách mình là Minh Hải hỏi những câu rất là khó, dành cho người ta rất là khó, bởi vì những cái câu hỏi như thế nó mới có thông tin. Còn nếu mà lên tuyển ai cũng nói là em rất là mong muốn được lên đội tuyển nó là niềm mơ ước lớn nhất của chúng ta. Indonesia rất là mạnh, họ nhập tịch rất là nhiều nhưng bọn em không sợ, Việt Nam chúng ta vẫn có những cái này cái kia. Rồi mặc dù lần này rất là tiếc vì vắng mặt rất nhiều các trụ cột, nhưng mà với những cầu thủ như A, B, C, D, E, Z, bạn đấy rất là cái kia. Thì mình nghĩ là nói thật là đấy là hoàn toàn là không có thông tin. Các bạn đã xem đọc xong cái là các bạn không thể có thông tin, đúng không? Còn mình thì mình định hướng cho bản thân mình, cái nghề nghiệp của mình, cái định hướng, cái phong cách của mình là phải có thông tin. Không có thông tin là không làm. Đấy, đơn giản như vậy thôi. Chứ bây giờ thật sự mà nói là nhiều khi nó cũng rất là khó xử. Bạn Hiền Võ có nói là Patrick Lê Giang có ở lại thành phố Hồ Chí Minh hết mùa không anh Hải? Theo như thông tin mình có được là Công an Hà Nội đã đòi về. Còn từ đấy đến bây giờ nó có những cái thông tin mới gì hay không thì mình cũng chưa biết được. Bạn Thơm Phan có nói là nói về an ninh ở sân Indonesia đi anh. Indonesia thì cũng rất là ghê gớm. Họ có một cái nhóm gọi là hooligan. Thì thực sự là cũng kinh khủng. Mình cũng đã bị lọt vào trong cái nhóm đấy một lần rồi. Và cũng rất là may là có một thành viên ở trong nhóm thì họ đã đưa mình ra. Bởi vì họ rất là sợ, vì lúc đấy mình mặc chiếc áo đội tuyển Việt Nam. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bạn Viện Vũ Văn của nó là Hải, mỗi chương trình thử hỏi khán giả một câu để anh em bọn mình trả lời được không? Hỏi thì dễ mà, nhưng mà các bạn làm gì có thông tin về bóng đá đâu mà các bạn trả lời, đúng không? Khó, mình nghĩ là khó. Bọn mình thì được đào tạo để đi lấy tin về phục vụ mọi người. Cuộc đời của chúng ta mỗi người sẽ đều phải có một cái câu trả lời cho một cái câu hỏi của cuộc đời. Ví dụ như là sứ mệnh của các bạn là gì? Các bạn đến với cuộc đời này như thế nào? Các bạn muốn cuộc sống của các bạn sẽ diễn ra như thế nào? Đấy. Hôm qua có một người em có đọc cho mình nghe một cái câu chuyện rất là hay. Có lẽ là buổi tối ngày hôm nay mình sẽ kể chuyện để hầu chuyện các bạn. Và DNC Entertainment có nói là bóng đá hiện giờ Trường khó trở lại đội tuyển. Nếu không thay đổi cơ bắp và ý chí, anh thấy sao? Cơ bắp và ý chí thì chưa bao giờ là vấn đề với Lương Xuân Trường. Vấn đề ở đây là vấn đề đáp ứng về mặt lối chơi, đáp ứng về tốc độ. Đó. Xuân Trường thì thỉnh thoảng hay bị chấn thương, các bạn biết rồi. Cái này giống hệt ngày hôm qua này, số lượng người xem của chúng ta đang là 9.001 người đang xem, mà số lượng người like chúng ta lại là 1.900. Các bạn ai chưa like các bạn nhớ like cho mình, ai chưa đăng ký các bạn nhớ đăng ký cho mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Trở lại với câu chuyện của Lương Xuân Trường thì mình nghĩ là Xuân Trường bây giờ bạn ấy cần có niềm tin. Bạn ấy cần có một huấn luyện viên hiểu bạn ấy và hỗ trợ cho bạn ấy để bạn ấy trở lại. Chờ Phong nói là Thành Trung đá lệch trái thay Phan Tuấn Tài được không anh Hải? Gặp Indonesia để bạn ấy đá cũng hợp lý. Thành Trung đá lệch trái mà. Trước đây là Thành Trung đá lệch trái đấy chứ. Phan Bá Hùng của nó là anh Hải có nghĩ tình hình này huấn luyện viên nên thử cho Công Phượng đá tiền vệ không? Cho Quang Hải lên cao hơn, như vậy là chắc chắn là sẽ mới lạ rất hay. Mình nghĩ là không. Công Phượng đừng để bạn ấy đá xa khung thành. Công Phượng không phải là một cầu thủ có tốc độ. Cho nên là để đá càng xa khung thành thì càng bất lợi cho bạn đấy. Các bạn nhìn thấy là Công Phượng hay dê ngang. Đấy, đi của bóng giật sang. Là bởi vì cái tốc độ của bạn ấy không kịp. Tốc độ của những cầu thủ kèm bạn ấy nó cao hơn. Thì người ta chạy một lúc, đua tốc độ một lúc là tìm đến Công Phượng rồi. Cho nên bạn ấy phải giật ngang. Cho nên là Công Phượng mình nghĩ là đá càng gần khung thành càng tốt. Cái vị trí của Công Phượng là tiền đạo còn lại. Tức là chúng ta có một tiền đạo cắm và một tiền đạo đá ngay phía sau tiền đạo đó. Một cách tự do. Thì mình nghĩ là Công Phượng đá như vậy là hợp lý. Trang Hoàng có nói là tiếc không có Văn Hậu. Không có Văn Hậu, không có Quế Ngọc Hải. Không có Tuấn Anh. Mình nghĩ là đấy là ba sự vắng mặt đáng tiếc nhất của chúng ta. Và thật là đáng tiếc khi mà các cầu thủ của chúng ta lại không kịp bình phục. Hồng Trần Aka có nói là Indonesia nhập tịch cầu thủ hay, khỏe nhưng chưa chắc đã là một tập thể mạnh. Cần phải có thời gian, Việt Nam sẽ vượt qua Indonesia nếu các cầu thủ đoàn kết với nhau hơn nữa. Hùng Trần Aka nói cả hai vấn đề là mình đều có một chút lăn tăn. Tức là bạn đừng nói là cái vấn đề chưa chắc, các bạn nhìn thấy đấy. Chỉ có 2 tuần thôi, ông Shin Tae-yang ông đưa đội Indonesia sang Thổ Nhĩ Kỳ để tập huấn. Thì ông đã vá được 8 cầu thủ vào đá Asian Cup và các bạn nhìn thấy họ đá khác không? Chỉ có 2 tuần thôi. Thứ hai nữa là các bạn nói là nếu như các cầu thủ của chúng ta có tinh thần đoàn kết. Mình nghĩ là bây giờ là khó đấy. Nếu mà nói về tinh thần đoàn kết của đội tuyển Việt Nam bây giờ là nó thua hẳn 5 năm của thầy Park. Cái tính đoàn kết, tính liên kết mình nghĩ là của đội tuyển Việt Nam bây giờ là kém xa so với thời của thầy Park. Mình nghe, mình nói chuyện với các cầu thủ mình cảm nhận được điều đấy một cách rất rõ ràng. Đấy là những cái gì mà chúng ta có thể chia sẻ với nhau. Còn mọi người, quan điểm của mọi người như nào thì tùy. Danh sách đội tuyển thì bạn Ba Trần Văn ơi, bạn xem lại cho mình chương trình vào tối ngày hôm qua nhé. Mình sẽ không đọc lại cái danh sách đội tuyển nữa đâu. Bạn em Đặng nói là Minh Hải chia sẻ quá tuyệt vời. Ok Minh Hải ơi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bạn Hồng Nguyên Phúc có nói là Minh Hải nói thế ngang lửa cháy đổ thêm dầu. Thế bây giờ bạn muốn là mình như nào? Bây giờ các bạn, bạn Hồng Phúc Nguyễn, bây giờ bạn muốn là mình sẽ không nói thế đúng không? Tức là mình sẽ tránh tất cả những vấn đề nó không tích cực về đội. Ok. Nếu các bạn muốn như thế thì tối ngày hôm nay mình sẽ làm một cái chương trình mình khen đội. Mình sẽ khen ôi Công Phượng trở về rồi. Sau cuộc nói chuyện với ông Philippe Troussier, Công Phượng đã thay đổi hoàn toàn. Và tới đây Công Phượng sẽ tỏa sáng lung linh. Các bạn đừng lo, mất Tuấn Anh không vấn đề gì cả. Chúng ta còn có rất nhiều những cầu thủ khác nữa. Ôi Quế Ngọc Hải là cầu thủ rất quan trọng. Bùi Hoàng Việt Anh là phát hiện tuyệt vời. Thiếu cả hai cầu thủ đấy càng có thêm cơ hội thể hiện cho những cầu thủ khác. Các bạn khác bây giờ đang vẫn chờ đợi cơ hội đó. Họ đã tập luyện trong vòng 10 năm vừa rồi để chờ đợi cơ hội này. Nếu các bạn muốn thì mình vẫn có thể nói như vậy. Nhưng thực sự như thế nó không thật, nó không chân thành. Mình nghĩ rằng là chúng ta nên nhìn thẳng vào vấn đề để chúng ta thực hiện cái việc giải quyết nó. Chứ chúng ta đừng có lờ vấn đề đó đi, vờ như là nó không có. Như thế thì hỏng. Mình e rằng là mình có nói với các bạn, nó ở cái mức độ thấp hơn rất nhiều so với cái độ nghiêm trọng thực tế. Mình phải nói với các bạn như thế. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đấy là cái quan điểm cá nhân của các bạn. Và đấy cũng là cái cá nhân của mình. Bạn Nguyễn Trọng Điền của nó là cần gì phải làm những chương trình khen kiểu như thế. Ý mình là như thế. Ý mình nói là bạn ấy cứ bảo mình là lửa cháy đổ thêm dầu. Chúng ta đang nhìn thẳng vào sự thật một cách rất xây dựng. Và chúng ta sẽ đề ra những cái phương án. Ví dụ như là tối ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn xem quan điểm của mình như nào về cái trận đấu với Indonesia trên đất Indonesia. Chúng ta nên tiếp cận trận đấu này như nào, chúng ta nên chuẩn bị trận đấu này như nào. Và chúng ta nên đặt mục tiêu như nào thì tối ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn. Bạn Trinh nói thế là hỏng bét nhè ra, mình không bao giờ làm thế. Cuộc đời của mình đã làm thì làm cho nó chuẩn, làm cho nó đúng với cái lương tâm của mình, làm một cách chân thành. Chứ còn làm mà để lấp liếm hay các thứ thì đấy không phải là mình. Cuộc sống của chúng ta hữu hạn lắm, một ngày chúng ta không sống thật, điều đấy có nghĩa rằng là chúng ta đã vứt đi một ngày sống thật sự của chúng ta. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bây giờ thì mình xin phép là sẽ chia sẻ với các bạn về một con tuyệt phẩm, đó là con V8 của nhà ManHow. Các bạn được giảm giá thêm một lần nữa, thêm 30% nữa. Trước đây giá của nó là đầu 9 cho combo 2 chiếc là 968.000. Bây giờ combo 2 chiếc giá xuống còn đầu 6 là 698.000. Các bạn được giảm gần 300.000. Đây là mức giá độc quyền chỉ dành cho Vlog Minh Hải. Các bạn không thể tìm thấy cái mức giá này ở bất cứ nơi nào. Đó. Thứ hai là nó vẫn là con ManHow V8 huyền thoại với loại đồng 3 ly chịu được tải lên đến 4.000W. Các bạn sử dụng cắm 2-3 nồi lẩu ăn tẹt ga. Nó còn chịu được nhiệt lên đến 750 độ. Các bạn thấy ai không? Và nó được kết nối với 12 thiết bị bao gồm 8 ổ cắm và 4 cổng sạc. 4 cổng sạc gồm 2 cổng USB và 2 cổng Type-C. Các bạn không tốn tiền mua cục sạc cho điện thoại, cho iPad, cho rất nhiều những thiết bị cầm tay nữa. Bởi vì em này sẽ xử lý cho các bạn. Vừa đỡ tốn tiền, vừa đỡ bừa bộn. Và nếu các bạn đi công tác, các bạn xách em này đi là vừa đủ và phù hợp luôn. Quá tuyệt vời đúng không ạ? Một đổi một trong vòng 6 tháng và các bạn được bảo hành lên đến 1 năm. Bởi vì người ta tự tin vào chất lượng của sản phẩm cho nên người ta cho các bạn một cái cơ chế về bảo hành đổi trả rất là tốt. Nhưng điều tạo ra niềm tự hào của ManHow chính là sự tinh tế. Bởi vì họ hiểu được rằng các bạn chỉ có thể yên tâm khi sản phẩm các bạn sử dụng là an toàn. Mà an toàn đây là an toàn cho gia đình các bạn, an toàn cho bố mẹ, an toàn cho vợ con. Cho nên là mới có anh trung vệ áo đỏ có tên là Atomat này. Cứ ở đâu có điểm nóng, cứ ở đâu có nguy hiểm là anh trung vệ áo đỏ này anh có mặt. Ý mình muốn nói là gì? Khi mà có nguy hiểm rình rập đến chiếc ổ cắm này, khi mà bắt đầu ổ cắm này bắt đầu nóng lên, thì ngay lập tức Atomat nó sẽ nhảy, nó sẽ cắt toàn bộ nguồn điện để bảo vệ cái ổ cắm này của các bạn không bị cháy nổ. Và nó cũng không gây cháy nổ đến gia đình của các bạn. Cho nên là chúng ta biết gia đình là nơi chúng ta mong muốn nó phải an toàn tuyệt đối. Thì cái ManHow này nó chính là như vậy. Số điện thoại mình để ở trên logo 0889 33 3300. Và website là manhow.vn. Các bạn alo đến số điện thoại này. Các bạn nhớ mua combo. Các bạn mua combo thì bao giờ cũng sẽ lợi hơn. Còn đây là những chiếc áo mình vẫn chia sẻ với các bạn. Nó có tên là President. President các bạn biết rồi, nó là tổng thống. Đấy, President này nó là một cái... giá đấy, mình phải nói giá trước. Các bạn mua một chiếc thì giá nó là trên 600.000. Nhưng các bạn mua combo 3 chiếc thì giá chỉ là 1.398.000. Mà các bạn lại còn được tặng một cái visa cá sấu. Visa mình để ở đâu nhỉ? Đây. Đây, visa cá sấu đây. Ví này là ví mình đang dùng đấy chứ. Đây, vẫn có tiền ở trong này. Chứ không phải là mình chỉ làm mẫu đâu. Đấy. Các bạn mua 3 chiếc President này thì giá là 1.398.000. Nhưng mà các bạn lại được giảm. Các bạn lại được tặng một cái ví da cá sấu trị giá 1.598.000. Em này là làm bằng lụa Nhật Bản. Nó rất là mềm mịn, mượt mát. Và nó không nhăn. Các bạn thấy không? Nó không nhăn. Rất là đẹp luôn. Rất là tinh tế. Rất là xịn sò. Đấy. Nó sang trọng. Nó lịch sự. Các bạn mặc đi học được, mặc đi làm được, mặc đi chơi được, mặc đi họp được, mặc đi với người yêu cũng ok luôn. Rất là khỏe khoắn nhưng lại lịch sự. Rất mạnh mẽ nhưng lại tinh tế. Đó. Số điện thoại mình để trên logo 0889 33 3300. Và nếu các bạn đến Vicento.vn thì các bạn nhớ là các bạn có một cái quyền là tự thành lập combo. Các bạn nhặt cái áo này, nhặt cái quần kia, cái ví, cái dây lưng, tùy các bạn. Thành lập ra một combo. Combo càng lớn các bạn được giảm giá càng nhiều. Combo càng lớn các bạn được tặng quà càng giá trị. Và nếu các bạn đến 240 kim mã, đừng quên nói về Vlog Minh Hải. Tôi đã xem Vlog Minh Hải thì các bạn lại được giảm giá thêm một lần nữa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đây, ManHow hay là Vicento, số điện thoại đều ở đây. 0889 33 3300. Toàn bộ về Đông Á, Đông Trùng Hạ Thảo, Cao Ban Long rồi các cái sản phẩm khác. 024 7777 8877. Và website là dongaashop.vn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bạn sao mai có nói là Minh Hải có làm nội dung đã chuẩn bị chứ đừng quan tâm đến một vài ý kiến lạc lõng không phù hợp với quan điểm của đa số mọi người. Không cần đọc các ý kiến đó, ủng hộ Minh Hải. Em cảm ơn anh rất là nhiều. Thực ra thỉnh thoảng em cũng trao đổi một tí để cho nó có thêm hương vị thôi. Đưa đẩy thêm câu chuyện thôi. Chứ còn em nói thật là chả vì bất cứ một ai mà em thay đổi cái cuộc sống của em. Chả vì bất cứ một ai mà em thay đổi cái con người của em. Đúng không? Và em cũng đã từng nói rồi, chúng ta đừng thay đổi cái gì cả. Miễn là cái sự thay đổi đấy, nó tức là chúng ta nên thay đổi nếu như nó làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn. Đấy. Còn lại thì đừng. Đúng không ạ? Bởi vì có những lúc mà chúng ta gọi là gì? Chiều tất cả mọi người, chúng ta được lòng tất cả mọi người, nhưng mà chúng ta đã đánh mất chính mình thì hỏng hết. Đấy. Vợ mình biết mình thích hoa bưởi và hoa nhài, để ngay một cái hoa bưởi ở trong phòng làm việc rất là thơm. Đấy, nói chuyện với các bạn ngào ngạt hương hoa bưởi như này thì làm sao mà chúng ta phải nghĩ linh tinh, đúng không? Genza của nó là nghe giọng anh bảy quá. Anh bảy quá là gì? Bậy quá hay bảy quá? Bạn đánh số 7 mình không hiểu. Nguyễn Văn Tị có nói là không quan tâm đến những lời nói vớ vẩn, Minh Hải cứ đưa tin chính xác của đội tuyển là ok. Số lượng người theo dõi đã nói lên tất cả rồi. Chào em và chúc cho kênh Vlog Minh Hải ngày càng phát triển. Em ok. Từ bây giờ em sẽ không có nói về những câu chuyện này nữa nhá. Cảm ơn mọi người. Bạn Thu Lưu có nói là em điện thoại có được nói là xem Vlog Minh Hải không anh? Bạn phải đến 240 kim mã thì bạn nói như thế mới được giảm giá. Còn tất nhiên là khi các bạn mà gọi điện đến số điện thoại bạn nói là bạn là fan của Vlog Minh Hải thì khả năng cao là các bạn cũng sẽ được có những cái ưu đãi riêng. Cái đấy là tùy theo bạn. Áo có mấy màu vậy Minh Hải? Ở đây thì em có 3-4 màu rồi. Các bạn cứ vào Vicento các bạn thấy. Em thì em rất là thích những cái mẫu áo như này. Nói chung là làm bằng lụa Nhật thì em thích. Lụa Nhật thì em rất là thích. Bởi vì nó mềm, mịn, mượt, nó mát. Đấy, nhưng mà quan trọng ở đây là nó không nhăn. Hôm vừa rồi em đi ghi hình một cái chương trình ở trên đài truyền hình, em rất là xấu hổ. Bởi vì là em mặc cái áo khoác vào, thế là chiếc áo ở bên trong của em nó bị nhăn. Thế là cuối cùng là không là được, nhìn trông nó trông rất là thiếu thẩm mỹ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đấy, số lượng người xem của chúng ta đang hơn 10.000 mà số lượng người like chúng ta mới có 2.800. Các bạn ai chưa like thì các bạn nhớ like cho mình, ai chưa đăng ký các bạn nhớ đăng ký cho mình nhá. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều. Lưu Phạm của nó là Hải ơi nên có nhiều loại quần nữa nha. Ôi, Vicento nhiều loại quần lắm. Bạn Danh Thanh của nó là em nghĩ Nhâm Mạnh Dũng đá cắm là ok nhất. Cảm ơn mọi người. Tối ngày hôm nay chúng ta hẹn gặp nhau với một cái chương trình. Chúng ta sẽ đá với Indonesia trên đất Indonesia với tâm thế như thế nào. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thôi còn bây giờ thì mình xin được kính chào tạm biệt. Hôm nay cũng trải qua 41 phút rồi. Mình có bảo làm 30 phút hoặc 40 phút.